Chị Quỳnh Thị Hương năm nay chị U 53 tuổi, chị lên đây chị bày tỏ bản thân. Chị nói chị chọn một người đàn ông là không thích bụng bự. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Dạ, ăn nhậu chẳng phải ăn cho mà nhậu ít hơi như đi đó thì vẫn nhậu được, còn như nhà đừng đem kéo bạn bè về nhậu hoài, chỉ thích như mẫu đó đừng mập rồi à, đừng bụng bia chị không phải bụng bia. Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Em chào chị nha. Dạ, chào em. Rồi. Rồi bây giờ chị điện đến em để mà muốn ghi hình để mà chia sẻ cái thông tin chị tìm kiếm một người bạn đời đúng không chị? Đúng rồi. Rồi. Bây giờ trước khi em quay chị thì em có nói về cái vấn đề. Thứ nhất là khi mà em ghi hình chị xong, sau này chị không được quyền yêu cầu em xóa clip hoặc là gỡ clip, chị có đồng ý không? Cái thứ hai là chị lên đây chị phải nói thật lòng. Nếu mà chị nói sai một điều gì đó, sau này chị phải là tự chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Rồi em cũng nói rõ luôn, em ở đây em không làm mai làm mối chai hết á, em chỉ là người chia sẻ thông tin thôi. Sau khi mà em đăng chị lên này, chị thích anh nào thì em có nhiệm vụ để cho số, rồi sau đó chị phải tự tìm hiểu lấy, chừng nào hợp thì chị đến. Sau đó chị phải báo cáo cho em, nói tiếng ơi chị đến chuẩn bị đến với anh này thì để em đã ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị em xem, chúc mừng cho chị. Rồi rồi bây giờ chị giới thiệu chị là chị tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Chị tên Quỳnh Thị Hương, chị sinh năm 1972, chị ở Long An, Thủ Thừa. Long An, Thủ Thừa. Rồi chị kể chút xíu việc hôn nhân gia đình của chị đi, như thế nào, ông xã mất hay là chia tay? Ông xã chị mất nay mười mấy năm rồi. Mất mười mấy năm. Rồi mười mấy năm qua chị có quen một anh nào không? Vậy là chị mấy người con? Chị bốn người con mà có gia đình hết ba rồi, Vậy là chị ở với Út hả? còn Út cũng Nhiêu đi tuổi? mà cô bé nó cũng nhà có mình chị qua 5 tháng ngày vậy đó. Út được nhiêu tuổi rồi Út năm 16 rồi. 16. Rồi hiện nay chị làm cái gì để sinh sống hàng ngày, công việc là chị làm cái gì? Chị thì đi mà công ty tranh Công ty tranh. Là ở gần đó hả chị? gần đây Bữa nay chị không có làm hả? không, tại nay đi làm giấy tờ đất cho con rồi sẵn ở nhà luôn, sẵn liên hệ Sẵn chị lên chương trình luôn nha. à, tại vì mà suốt ăn không có nghỉ được. Rồi là cái nghề cái đó mình mằng cái đó là ăn tháng hay là ăn sản phẩm chị? À, chị ăn tháng mà kiểu như mặn cho tư nhân á, mặn 8 tiếng mình về hà, mà mặn suốt vậy đó không có nghỉ. Tháng được nhiêu chị? Cũng chục ngoài chục cũng được, nó sống bậy đủ sống được, Cái gì? Chục triệu hả? ngoài chục được, chục với ngoài tại mình thu mình tăng ca không tăng ca. Ở vậy là một tháng 10 triệu mười mấy triệu là ngon rồi. Mà đủ chị sống được. Rồi mình anh chị sống sao hết chị, 10 triệu mấy triệu tháng là chị sống là ăn kể ăn bỏ sống nguyên tháng cũng còn dư được 5 phân vàng. Vàng già sống gì nổi chứ. Thì bởi chị nói là mặn một tháng là 10 triệu mười mấy triệu mà về cho em cho chị ăn xài cho em tháng cũng còn được 5 văn chứ làm gì không được. Rồi bây giờ chị kể chút xíu về tính tình của chị đi, như thế nào? Chị thì cuộc sống dễ sống lắm, chị hòa đồng dễ sống lắm chứ cũng không có khăn gì à, giờ chị muốn tìm một người bạn đời sống về sống chung với mình trở về già thôi chứ chị cũng dễ không có gì. Chị có tật xấu gì không? Mà bình thường thì không có, mà ai cũng có tật, không biết tật gì thôi chứ Bây giờ chị thì mình chị thí dễ dụ lắm bây giờ có gia. bây giờ em nói thí dụ đi, thí dụ chị cự lộn chồng của chị đi, rồi chị giận quá chị nói chút xíu là chị có thể là nói chuyện với chồng liền hay là đợi chồng năn nỉ, hay là chị giận mấy ngày hay là chị không nói chuyện luôn, đợi gì nào ổng năn nỉ chị mới nói chuyện?
Chị thì cãi chút xíu câu trước câu sau, đi nhà trên dưới chị nói chuyện rồi, hà tính chị không có nhịn im nổi đâu, chị nói chuyện dữ lắm nên không có im miệng đâu. Coi như là À, dặn thì nói với là chút xíu là cũng nói chuyện bình thường ha. dặn nhau chút xíu cũng nói chuyện lại bình thường thôi chứ không có để dặn qua ngàn sao đâu, tánh vậy đó, tánh chị không có dặn dai nổi, Nói chung là không nhận dài. không có dặn dai. Rồi bây giờ chị xem chương trình của em được bao lâu rồi? Cũng lâu lắm rồi mà không biết vô, em bữa đó tình cờ sẽ bấm vô được mới để rồi hôm nay không có quản phải không, nó bấm cái lưu lại để đó cái không quản vô lên chứ coi thì coi lâu lắm rồi, coi nay năm rồi tới năm nay lại mà không biết vô vụ chương trình. Em có để số điện thoại trên màn hình mà chị, vậy lấy số đó chị điện em bình thường thôi, có gì đâu. Không, khi nào thấy số cái bữa đó sẽ bấm vô cái màn hình, vô cái hình nó mới thấy số chứ hôm đó này lướt coi coi thôi chứ không thấy số. Trời ơi, clip nào mà em không có để số chị? À, cố tình kiếm cái số hoài kiếm không được, sao Em bữa đó tự để nhiên cái số là ở bên góc trái đó, ở dưới góc trái đó chị. đến đó mà chị tìm bà, chị tìm cái chị vô cái chơi cách nào cái mi nói, chị nói tên cưng luôn mà nó cũng không ra số điện thoại đó, tìm cưng cũng dữ lắm mà không có ra số điện thoại. Chị nói sao ra số, chỉ là ra cái kênh của em thôi chứ sao ra số được. Trời ơi, cái số em để chà bá lửa đó chị không thấy bó tay. Bữa đó sao vô tình bấm vô cái màn hình á, cái nỗi số của mình lấy cái điện thoại kia lưu lại liền, lưu sợ mất cái lưu liền rồi để tới nay mới quên, hôm nay nay không có quên. Nhưng mà xuống à tối về cái tối quá sợ điện làm phiền cái không dám điện. Thì chị xem chương trình của em thì chị có để ý anh nào chưa? Chị thì chưa, chị giờ chị lên vậy rồi anh nào thích chị thì ấy chứ chị chưa để ý được ai hết á. Coi như là chị lên đây chỉ bày tỏ bản thân, chị cảm thấy anh nào hợp thì đến làm bạn với chị ha. À, đúng rồi, anh mà đàn anh như từ 55 đến 60 thôi, đừng lớn tuổi quá được rồi. Chị thì không thích lớn tuổi. Từ Chị 55 sắp đến 60. là trả lại thôi. Rồi Chứ đừng chị kể ra đi, chị kể ra chị là thích đàn ông, là mẫu người đàn ông là tánh tình như thế nào nè, không quá ăn nhậu không hút thuốc hay là sao đó. đúng rồi, nhậu ít ít thôi hen, như đi đánh tiền nhậu được, còn bình thường đừng nhậu lè, với lại đừng mập, chị không có ái mập, thấy rồi 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 người cao cao vậy thôi. Coi như là đàn ông đừng có bụng đúng không? Ăn nhậu thì không phải không cho mà nhậu ít ít thôi, như đi đó thì vẫn nhậu được, còn như nhà đừng đem kéo bạn bè về nhậu hoài, chị không thích, như mẫu đó là chị không thích. Thì đúng rồi, nói chung ra bản thân em cũng gì nữa mà đàn ông mà cứ tối ngày mà ăn với nhậu, ăn với nhậu rồi sao làm ăn để kiếm tiền để nuôi con cái gia đình, nuôi gia đình được. Thôi là lâu 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 rồi nhậu một lần, cái chuyện nó bình thường đâu ai cấm cản. Nhậu bình thường thì được, còn nhậu hoài như ngày nào cũng nhậu thôi, với lại hút thuốc thì vẫn bình thường, cứ hút làm gì đó cũng được đi, tại vì ông phải hút chuyện đó cũng được mà đừng mập rồi, đừng bụng bia. Chị không phải bụng bia, Coi như là chị phải chị không có thích đàn ông mà có cái bụng. chị không thích ông có bụng, chị phải Chị nào thích rồi rồi là 7 múi hay là muối không thằng đề đó, nó không thằng đề biết mà ăn biết lo biết thương cho vợ được rồi mà đừng uống bia rồi chứ không có bảy À, sáu gì coi như là bây giờ là chị nói đi, anh nào bụng bự em không thích. ai anh nào bụng bự bụng bia kiểu như chị không thích là từ hồi nhỏ lớn giờ chứ không phải mà từ đó giờ vậy đó, mà bụng bia là chị không Rồi thích bây giờ chứ nè, chị nói về thí dụ đi, rồi lỡ rồi bây giờ ổng mà tướng tá là nó giòn giòn người ngon lành, rồi tính về với chị, rồi có khi chị cưng năng niu rồi đâu phải ăn nhậu mà mới bụng bia rồi mập lên, thì đàn ông mập lên là có bụng mà, rồi lúc đó là thì sao? mà cũng nói hẳn nhiên rồi thì tới đó dẫn chồng con thì dẫn mình dẫn luôn mà già bụng bự là chị không thích phải không. coi như là mình bây giờ anh nào mà coi như ốm đi, ốm mà ốm ốm vừa thôi, ốm quá không được ha, Ôm quá không được nữa, cao cao ráo ráo người rồi rồi rồi, rồi được rồi mét mấy chị thích đàn ông là chiều cao mét mấy, sáu trở lên rồi anh. sao cho lên được ha, chị mét mấy Cũng chị, chị mét 58 rồi, 58 mấy mét sáu trở lên 6, đi. mét 6 cho lên. Rồi chị có yêu cầu anh đó phải có nghề nghiệp hay là có ruộng vườn hay nhà cửa gì không? Nếu anh nói cái nhà cửa thì cũng tốt, nhưng anh cũng bằng ăn như chị thì hai người
lại mình mà mình sống cuộc sống cho thoải mái hơn. Bây giờ chị thích anh đó gì à, giàu hay nghèo? Giàu nghèo cũng được, mà có chuyện mà ăn rồi sống sống được rồi. Rồi vậy bây giờ vậy nói vậy bây giờ có anh này là ví dụ đi là anh cũng có nhà nhưng mà ảnh đi làm bảo vệ lương tháng cũng 6-7 triệu đó rồi chị chịu không? Chị thì à bạn gì cũng được mà bảo vệ thì chị không thích. Rồi mà coi như là bảo vệ xe ôm là 2 ngày đó là chị không chấp nhận. Thật là chị mà công ty bảo vệ nhà mà chị không thích phải không? Sao chị không? Công ty chị bảo vệ nhiều lắm mà ghẹo, chị không thích. Ủa sao mà không thích? Miễn mà bây giờ quan Chị trọng đó là hả? chứ không phải chơi giàu nghèo, cái tánh chị vậy chứ không phải chơi giàu nghèo nha, không Không phải tại biết sao rồi chị không? Không, để em nói gì nghe nè. Thí dụ anh đó anh làm bảo vệ nhưng mà anh yêu thương anh lo lắng cho chị được rồi. thấy đi đêm đi hôm ngoài chị không thích phải không? À, coi như là đi thêm chị muốn là đêm nào cũng phải nằm kế bên chị mới được ha. Còn Đi làm mà ngày đừng về đêm về ở nhà, còn bảo vệ phải từng đêm từng ngày á, chị không vậy phải không? à, đúng rồi, coi như là bằng bảo vệ thì phải bảo vệ đêm rồi đó, là từng ngày từng đêm rồi đó. Đêm ngày đại chị chở chị mà chị biết mà, từng ngày từng đêm Đúng rồi, từng ngày từng đêm. hay ngoài vậy đó, nên chị không có thích là ông xã đi xa, Rồi dừng phải đó. đi đâu mà chiều về nhà vậy là chị thích, chứ không phải mà chơi giàu nghèo. Bây giờ chị chọn xe ôm đây là ổng không có đi qua đêm đó, ổng ngày cũng ổng ở nhà chẳng đó. Cái sáng thích ra ổng chạy rồi chiều về cái ổng ở nhà ngủ về chị với chị à. Hả? Ghệ Bây giờ chị nói gì nào bây giờ em hỏi chị này xem lý do nào mà chị nói là gậy lắm là sao? đi ra đường cái chở cái đường bà cái lỡ mấy bà giá cái ghẹo qua ghẹo lại cái đầu lưu ghẹ cái lộn mặt lắm, Bây giờ sơm em ghẹ bây giờ em nói chị nè, thật sự là nói cái này em không có, xin lỗi cả nhà nha, cái này tiếng nó thật tình nha. lắm. Hầu như phụ nữ bây giờ bước ra đường muốn quen anh nó phải có tiền. Xe ôm bây giờ mình nói đi xe ôm á, rồi chạy ngày nhiêu tiền mà phụ nữ phái Sao mà chị gì sợ? á, chị thích đàn ông là một là chung thủy, đừng bao giờ ghẹ điện ai dạy ai hết trơn, chị không thích là kiểu như về với chị với sống chị hay làm chồng con mà điện đùng đùng, chị cũng vậy nên không điện ai hết, vợ chồng sống chứ mà điện đùng 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 chị mất công gây lộn lắm, không nói gây lộn Rồi rồi chị nói vậy cho em hỏi thêm con này, chị có tính ghen không? lắm. Chắc chắn là Chị ghen, tại vì chị về chị nói là em biết là tính chị ghen. Bây giờ ghen chị với nói ông gì? không thích mình ăn cơm á. Rồi bây giờ nè, rồi bây giờ chị nè, nếu mà chị nói như vậy rồi gặp em nè, em tiếp một ngày em tiếp xúc không biết bao nhiêu phụ nữ rồi, nếu mà ghen gì sao làm ăn được? Ví dụ anh chồng của chị đi đi làm ăn đi, rồi giao thiệp hay là làm ăn gì phụ nữ đó người ta điện thoại để trao đổi qua công việc thôi, rồi chị ghen gì sao làm ăn? Không, cái đó thì được, cái như cưng ngồi cưng thí dụ cưng tiếp xúc mình cũng phải phân biệt người nào ghẻ người nào không chứ, đâu phải đụng em cũng ghen, thí dụ cưng tiếp xúc người như chị hay những người khác sao chị ghen được, là chuyện mà ăn. Còn này sơm mà đi nhiều khi cho số nhau điện dữ lắm, chị thấy chị chứng kiến Người ta sẽ cho số đó là mối, mà mốt cái hoài. alo anh ơi chở em đi để đó là cái đó là ta lấy mối chứ đâu phải mà cho số là yêu thương chị. Mỗi cái mỗi kiên vậy tới chết luôn à. Trời ơi, Còn cái bây giờ em hỏi chị nè, chị nói ghen chị, em bảo đảm gì là chị ghen trong đó hết là 70% đó, nó thiệt luôn đó. Tại giờ qua thì những câu nói là chị quen chị ghen hết 70% trong đó. Chắc bây giờ em bảo đảm luôn, chắc từ cái chỗ ghen đó hai chồng chị mới 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 chia tay đúng không? ông xã mắc À quên quên xã xã mắc. bị ung thư chết, À quên 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 lộn. chị mắc cái trời, ông xã chị với ông xã chị sống em hạnh phúc lắm em à. nói chị nghe nè, tại ơi bây giờ á như tỷ mình muốn ghen á, nói chung ai cũng ghen, nhưng đàn ông đàn bà gì cũng ghen hết, nhưng mà muốn ghen mình con mắt mình nghe, tai lỗ tai mình thấy là lúc đó mình ghen, chứ ghen khơi 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 trời ơi mệt mỏi lắm chị ơi. Đúng rồi, không có thì cũng phải tùy theo cách chứ, mà cứ như chị đa số là chị thấy xe ôm chị đi chị biết nó kẹo nó kiểu như à tôi không chồng tôi không vợ cái đầu tối về nó chị nằm nhắm nói vậy đó. chị nói xe ôm á, chị nói là mấy ông tài xế xe tải này nọ đó là người ta còn có tiền làm mới gậy nhiều, còn xe ôm mà gậy gộc gì. Vậy chứ có từng người xe tải xe là có chạy xe bên xe mấy xe đã có hết rồi à. Chị đi chị từng đi xe tới luôn chị biết, chị thấy có ghẻ hết trơn à, đi bắt đầu về chị lộn, chị không thấy vợ chồng cái lộn sắp nghe qua đâu
mà anh ăn dây đầu À. chứ mà đùng đùng đâu ấy làng sớm nghe cười chết. Chị ghét nghe đâu mà làng sớm nghe lắm nên ghê vậy thằng nói bỏ mẹ đi chỗ khác cho đỡ ghê ghê ta cười chết. Bây giờ tóm lại là xe ôm không chịu, bảo vệ không chịu. Đúng rồi. Rồi Ở em mấy anh là làm ruộng rẫy chị chịu không? Trồng cây ăn trái là chịu không? mà nhà gì cũng được hết Thì cũng được biết chưa? à, biết thương vợ dạ con là được rồi Là về trừ biết sống với con là được rồi trừ hai cái nhảy thôi ha. Rồi bây giờ nếu mà chị có chọn là cái anh đó phải ở tỉnh thành nào không, hay là ở đâu cũng được, bên trong mình đừng người Nam nha coi như là phải ra ngoài Bắc mà gì không chịu, à đúng rồi bắt coi đi sao á chị coi như là từ Bình Dương đổ về đây đi ha. vòng vòng mình tỉnh mình thôi ai cũng hết mà ngoài bắc là chuyện kiểu tại sao nói vậy chuyện đi đi xa quá mình không muốn đi đâu mà mình đi cũng khó khăn hai vậy con cũng khó Thì em cũng nói rõ chị ha, sau khi mà ví dụ chị lên chương trình em mà chị thích ai hoặc là anh nào thích chị á thì em cho số, thì hai người tự liên lạc, chị phải tự tìm hiểu cho nó rõ ràng, chị phải đến chứ đừng có mới có một hai ngày chị nói được tiếng ơi được rồi được rồi rồi sau này lỡ mà có chuyện gì chia tay chị đừng bao giờ để thừa em nha, tại vì em không xúi chị lấy ai hết đó, em là chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi, còn chị đến với ai hoặc là chị muốn ở với ai đó là quyền của chị, em không xen vào. Chừng nào chị đến được anh đó thì cho em hay báo cáo em để mà em đăng lên đặng cho mà những anh những chị nào đừng xin số hai người nữa gì đó. đúng rồi như tử chị thì giờ chưa thích ai tại vì chị coi mà thấy người ta có cặp hết trơn chị chưa thích ai nên chị đăng vậy thôi chứ chị chưa để ý anh nào á Rồi thôi bây giờ chị nói một lời nào đi cho rõ ràng hơn, để cho mấy anh nào mà có xem được cái video này ảnh nghe được và ảnh hiểu được, ảnh sẽ đến làm bạn với chị. rồi giờ chị thì tìm một người à, như từ 60 trở lại là 5 năm tới 60 thôi với người anh nào mà có màn ăn được có gia nhà cũng được như, đến sống làm vợ chồng trả về già thôi mình cũng lớn tuổi rồi làm bạn trả về già sau này anh nào có đồng ý theo chị thì liên hệ với Tiến với chị cũng biết mà sao mà ha anh đâu phải lên kênh của Tiến mà được nghe, chứ không phải đăng lên ai muốn xin số thì xin không được nha. à, đúng rồi lên tin Tiến có gì là chị mới qua lên Tiến cái mấy mình gặp hai gặp trên đó chứ đâu phải mà hai người liên hệ với nhau đâu Dạ. Chị phải cho em hay chứ em cho số cái hai người lén lút ở nhau, lỡ muốn có chuyện gì cũng đừng nên đừng điện Tiến, tại vì hai chị đâu có báo cáo cho em hay đâu, đúng không? không mình mong miễn có anh nào thì mình cũng báo cáo đàng hoàng mình Đó. cái chứ hai em cái chứ chứ em sao thấy chứ em thấy hiện nay là rất là nhiều anh nhiều chị cho số rồi tự liên lạc với nhau rồi bắt đầu tự đến với nhau luôn, không có nói em tiếng nào luôn, nhóc hết thôi đó. vậy không Rồi được tới chừng mà em xui thì không nói gì, tới chừng mà đổ ra chuyện cái để thừa em đó, cái đầu điện em kiếm em, kiếm em làm cái gì thì chị coi cái vụ mà đổ dở anh Hà đó đó con chị cũng lướt đó. qua cái gì Nó bây giờ ví dụ đi vậy thì mấy anh mấy chị quen ở ngoài cũng vậy, đổ vỡ ra rồi chia tay nhau rồi mấy anh mấy chị để thừa ai đây, đúng không? Đó, mình tự làm thì mình phải tự chịu chứ mình đừng có nói thừa bất cứ ai hết. Đó. Rồi thôi em cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha. Để tham gia chương trình thì em cũng cầu mong cho chị được một anh nào yêu thương thật lòng, sẽ lo cho chị hết cái khoảng đường còn lại đó. Thì thôi em cũng tạm dừng cái video đây. Em cũng chúc tất cả cô chú và các anh chị em một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Nếu mà có thương Tiến thì cho Tiến một like được chia sẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Thì Tiến chào tất cả cô chú anh em. Rồi chào khán giả chị. chào chào anh nha chị em ạ À. cộng đồng mạng.